Lubu nhìn đẹp trai quá. Quẹo, nắng quá đáng không ba? Với cái tiền mua nước uống nha ngoại nha. Cái tiền mua nước uống. Đây nè, qua quán cà phê thì ngồi nè, chúng ta mua nước cái đợi nữa. Nghỉ mất tiêu rồi, bữa bán đây nè. Bữa bán đây nhưng nghỉ mất tiêu rồi. Đi đi theo bộ ấy kìa. Đi theo bộ ngoại nhanh lên. Vậy mua đây nè gì? Mua đây nè. Nè. Vô đây, vô đây. Mua, con mua cái. Mua nước coi. Đây đưa tiền rồi anh. Cái gì? Thôi nước gì đâu, có thấy nước gì đâu. Có thì tốt quá chừng nè. Có mua không? Đi vô đây mua luôn. Để có bán cái gì ta? Trà sữa lên trong đường đen không chị? Không, bữa nay mình không có trà sữa. Chứ cơ, sinh tố là có gì? Sinh tố bơ, mẫn cầu, sao chê rồi. Nhiêu ly vậy? 30 hả? Bơ, mẫn cầu 30, còn sao chê 25. Vậy lấy một sao chê với một mẫn cầu, ít đường nha. Sai. Dưới này một bơ nữa đi, một bơ nữa là 3 ly. Ít đường nha. Cái gì nói vô đây này ngồi nè, ghế nào thiếu gì đó không chịu ngồi. Xíu nữa mình trả tiền cái mình đi. Cái này 20 hả? Cái 20 hả? 200, cái 20 nha. Đây làm gì đó? Ê. Ê, chạy đi nha. Anh này đi về đi nhá. Đấy là chất cây của người ta nha.